Thì à, thì xin chào và chào mừng các bạn đã đến với Mẹ TV. Hôm nay sẽ là tiết mục Inbox Friday Box của Mẹ TV nha. Ok, Friday Box của hôm nay Mẹ TV đã mua những gì trong tuần qua? Có lẽ là đáng lẽ là cái video clip này sẽ ra vào ngày thứ sáu của tuần trước, nhưng mà vì thứ sáu tuần trước mình công việc rất là bận rộn nên là không thể ra đúng vào ngày thứ sáu, nên đó là lỗi của mình và mình xin lỗi các bạn. Hôm nay mình sẽ ra bù clip của tuần trước và chắc chắn là thứ sáu tuần này mình vẫn sẽ ra clip Friday Box, mà cái gì thì chưa biết nha. Còn hôm nay mình sẽ ra những cái món đồ mình đã mua của tuần vừa rồi là những món đồ gì nha. Thì tuần vừa rồi mình nói chung là đã Noel rồi, hiện tại là đã Noel rồi nên là mình mua đồ, những bộ đồ mà chuẩn bị cho Noel ấy, đa số đều là đồ đông vì mình có dự định là sẽ lên Đà Lạt và những nơi lạnh lạnh trong Việt Nam vào những ngày tới đây hoặc là Tết cũng vậy. Với lại dự kiến là sắp tới đây Sài Gòn sẽ cực lạnh nên mình hiện đã mua một đống đồ lạnh luôn, chỉ duy nhất một shop thôi mấy bạn, chỉ duy nhất một shop thôi. Trời ơi, tin được không? Chỉ cần vô shop đó thôi là mình đã có đủ đồ đông cho mùa đông lẫn mùa Tết này rồi. Các bạn thấy vi diệu không? Để tôi bật mí cho bạn đó là shop nào nha. Thì trước đây á, có rất là nhiều bạn xem hình mình đi Hàn Quốc và nói là chị ơi em rất thích chị mặc cái áo màu vàng. Cái áo đó chị mua ở đâu vậy? Cái áo đó là size gì? Rồi cái áo đó giá bao nhiêu? Đây cái áo màu vàng tôi đang mặc. Cái áo màu vàng mà tôi đang nói với mấy bạn là áo này đây. Đấy. Rất là nhiều bạn thích cái dạng hoodie này, thì kiểu mình thấy kiểu hơi giới trẻ bây giờ rất là thích cái kiểu hoodie này, mặc nó rất là thoải mái. Và cho mình cho biết luôn là cái dạng hoodie này nè thì mặc không hề là quá nóng nha các bạn. Thường thì những người cỡ tuổi mình á thì sẽ nói là hoodie thì mặc ở Sài Gòn mặc làm gì, mua làm gì, mặc rất là nóng. Ở Sài Gòn thì đa số là nóng không, nhưng mà thực sự ra cái hoodie này mình bận á nó vẫn giữ ấm được cho mình, nhưng mà nó không quá nóng. Nó không quá nóng đến độ mình vẫn có thể mặc đi nhân dở ngoài đường ở Sài Gòn và những lúc mà chưa lạnh nha. Còn bây giờ thì trời sắp lạnh rồi, mình nói chung là mình thấy đồ của shop này á là có thể mặc được cả mùa lạnh đến mùa nóng ở Sài Gòn luôn, mà còn đẹp nữa, cực hợp thời trang luôn. Nên bây giờ mình sẽ nên là tất cả những món đồ trong thùng này đều thuộc shop này hết. Đây là shop Colkit nha bạn, Colkit, nhớ nha, nhớ cái tên này nha. Ok, thì shop này mình nghĩ là nó sẽ nổi với rất nhiều bạn, mà nếu các bạn hay mua hoodie á thì sẽ biết cái shop này rất là nhiều. Bây giờ mình đã mua rất là nhiều, không biết là bao nhiêu tiền luôn á. Đây là một cái hoodie đầu tiên màu hồng, nó hào hào hoodie này nhưng mà chữ khác mấy bạn. Tan tan, trời. Rồi các bạn có biết không là mình đây là cái áo, một cái áo hoodie size L. Vải của nó thì không quá dày nha, không quá dày. Đấy, không quá dày mà cái form của nó vẫn ra cái form hoodie bình thường. Thì đây là size L, thì mình có thói quen mặc đồ oversize. Mình không, mặc dù á là tướng mình bự con và thường mình mặc đồ oversize vô sẽ làm tướng mình rất là bự hơn gấp đôi nữa, nhưng mà mình không quan trọng điều đó, tại vì mặc đồ oversize vô thì kiểu như là nhìn mình thoải mái hơn á, nhìn mình thoải mái hơn và nói chung là nhìn mình trẻ hơn nữa. Đa số mình á thì không phải là xinh đẹp gì lắm, nhưng mà đa số gặp người ngoài thì người ngoài đều luôn nói mình là nhìn trong mình rất là trẻ. Thì ra không phải là cái mặt mình trẻ mà tại vì mình ăn bận cực kỳ kiểu mà style của giới trẻ, và kiểu bận không có quá rập khuôn như một style nào hết, nên là thường thì được rất là nhiều bạn khen là mình trẻ. Thì bây giờ mình sinh năm 94 rồi, nhưng mà rất là nhiều bạn sinh năm 2K vẫn gọi mình là em. Ok, thì đây cái áo này cũng khá giống cái áo mình mặc ha, nhưng mà nó màu hồng. Mình thì thích, rất là thích mặc những cái dạng mà đồ mà hao hao nhau nhưng mà nhiều màu á. Có thể trong một tuần mình có thể mặc 6-7 cái hoodie, mỗi ngày một cái hoodie nhưng mà 7 hoodie nó phải khác màu. Mình rất là thích màu mè đúng không? Trong cái áo của mấy bạn này nè là có một cái giấy thơm nữa bạn, thơm cực. Trời, hèn chi lúc mà mình mở cái thùng tray box của mình ra, mùi thơm nó sực ra luôn á. Nó ám vào đồ và đồ rất là thơm luôn á. Đây, áo này chỉ đơn rất là đơn giản luôn, màu tất cả màu hồng nút á, nên là rất là dễ bận chứ nó không có hồng rực, mà nguyên một cái áo chỉ có hai dọc chữ này thôi là hết, cực đơn giản luôn. Mặc như vậy cực dễ chụp, mặc như vậy là mặc những cái áo này á cực dễ phối đồ và chụp hình nha mấy bạn. Chụp hình ở cái phong nào cũng được hết, phong rắc rối. Ủa, ê, phong rắc rối là phong gì vậy chệ mêu? Ý, phong có họa tiết lẫn phong trơn đều có thể chụp hình được. Ok, mặc vô luôn chứ còn chờ gì nữa. À, tôi cảm thấy Sài Gòn ấm hơn rồi nè. Hôm nay trời Sài Gòn này gì mà nó mưa bão lạnh hết cả người. Đấy, mặc vô nè, kiểu mà mấy bạn nữ á, mình tại vì mình lớn con á nên mình mới mua size L. Mấy bạn nữ mà kiểu dáng vừa đúng chuẩn con gái Việt Nam thì chỉ nên mua M thôi, là mặc nó sẽ bự hơn mình một xíu, là để tay như thế này nè, mặc áo tay giấu tay như thế này là cực dễ thương luôn, đúng không? Những bạn nào mà hay mặc đồ sẽ biết điều này, rất là đẹp. Các bạn đừng có nên hoodie á thì các bạn nên mua rộng hơn size của mình một xíu, đừng có bao giờ mua hoodie mà vừa size với mình. Tùy là hoodie không, hoodie ngắn thì mình có thể mặc như vậy được, nhưng mà hoodie dài á, phong dài á, các bạn phải mặc đồ bự hơn mình một xíu để cho nó đẹp.
À đây cũng là một cái hoodie khác. Thì cái hoodie là cái hoodie mình thích nhất của shop này luôn mà. Hoài không đặt được, bây giờ mới có thể đặt được. Đây là một cái hoodie màu trắng y chang cái này luôn các bạn, là màu trắng, nhưng cái màu trắng này cực đắt hàng nha. Cái màu trắng này cực đắt hàng. Đây, cái dòng chữ cũng y chang này. Đấy. Ở bên phần bên tay thì có cái chữ một chữ nữa. Đấy, nó có những cái chi tiết rất là nhỏ nhặt mà ở xung quanh cái áo mà rất là đơn giản thôi. Thì mình rất là thích cái áo này mà lần nào mình đặt cũng hết hàng hết. Bây giờ nó restock lại, mình lại thêm may mắn là mình vẫn còn đồ để mặc. Bây giờ đang tính nói gì ta? À, đồ hoodie này á thì cả con trai lẫn con gái đều có thể mặc được các em ha. Mình lên mạng á mình thấy có nhiều bạn nam bây giờ cũng mặc đồ những cái áo hoodie màu hồng này nhưng mà cực đẹp luôn nha, chứ không phải là chỉ màu hồng chỉ có thể cho con gái hoặc là nọ. Những cái màu như vậy con trai có thể dễ mặc. Đấy, ba cái áo rồi. Vẫn chưa thấy nóng nha các bạn. Wow. Rồi mình rất là thích cái màu trắng, cái hoodie màu trắng này luôn á, mua bây giờ mới mua được nè. Mặc đẹp, mặc vô đẹp cực. Ok, bây giờ mình sẽ tới một cái áo. Mình đặt khá nhiều đồ đông mà. Tại vì mình muốn đổi hết nguyên một cái tủ đồ đông của mình luôn. Nên mình mua mỗi cái bịch đồ đều có một cái bịch riêng như thế này. Cold kit mình nhớ dòng chữ Cindy có nghĩa là cold kit never die. Nghe ngầu ha. Đây là một cái ghi lê thun. Thường thì chúng ta sẽ mặc nó ở ngoài như vậy, giống như kiểu mà Harry Potter, các bạn có coi phim đó không? Mấy bạn nữ sinh bên Nhật á sẽ có kiểu mặc cái áo này ở bên ngoài, rồi áo sơ mi đi học ở bên trong, để cho nhìn cái bộ đồ sáng tạo giữa bộ đồ á. Đang rất là hot nha các bạn. Bây giờ đang thịnh cái kiểu mà mặc áo thun bên trong xong rồi mặc áo ghi lê bên ngoài. Bạn có thể mặc hoodie bên trong và mặc cái áo ghi lê ở bên ngoài. Mặc như thế nào cũng hợp nè. Bạn thấy không? Đẹp đúng không? Nè, cái logo bên này nhỏ xíu thôi, bao nhiêu rồi. Bây giờ là một cái áo có tay, nhưng mà không phải là tay hoodie nữa mà một cái áo thun, không thun thôi, tay sẽ kiểu mà tay lỡ ở đây vậy. Mình nghĩ cái đồ này thì con trai mặc sẽ đẹp hơn rất nhiều so với con gái, nhưng mà gái vẫn có thể mặc được. Là dạng một cái áo giống như áo sơn tùng hay mặc, mình nhớ là sơn tùng cũng hay mặc cái dạng áo này. Nó chỉ đơn giản một cái áo phông thôi, nhưng mà bạn phối quần jean hoặc là quần đen á, quần đen á, quần skinny đen ở bên dưới thì rất là ngầu, kiểu như màu rêu nữa, như là nhìn nó rất là bụi á. Ui dạ. Cái áo này mặc không có đẹp đúng không? Bây giờ mình đang mặc chồng lên mấy đống hoodie nên là nó hơi ngộ thôi. Đây, cực ngầu luôn. Mình nghĩ là bây giờ mình hết mặc đồ, mình bắt đầu cảm thấy hơi nóng rồi đấy. Ở phía cuối clip mình sẽ mặc vô đàng hoàng từng cái áo một và phối đồ như thế nào cho các bạn thấy nha. Mình sẽ mặc đồ, phối đồ lên rồi mặc đi ra ngoài đường, chụp hình cho các bạn thấy là đồ, khi mà lên đồ nó sẽ đẹp nè. Đây, hên quá mình mới dừng việc mặc áo vô thì mình mặc ở ra được cái áo này. Áo này là cực dày luôn. Này thì mình chắc chắn là nó sẽ hơi nóng hơn những cái áo mình đang mặc. Áo cổ lọ nha. Mình nghĩ là áo này rất là đẹp. Màu nó cũng hơi bụi bụi bặm á. Màu này, mấy cái áo này thì mặc lên Đà Lạt cực thích hợp luôn. Cái tay của nó rất là dài, sẽ làm cho cái phong tay của bạn kiểu mà nó, mấy bạn ốm ốm mà mặc cái mấy cái áo mà tay bự như thế này á, tay bự như thế này á, nó sẽ làm cho cái người của bạn giống như là kiểu mà fashion, high fashion hơn. Mình nghĩ vậy. Tại vì mình thấy những cái bạn mà fashionista thường là mặc đồ rất là rộng, một là thật ôm, hai là thật rộng, để cho cái phong người của mấy bạn đó đầy lên đó. Nhớ nha, chờ tới cuối clip để xem là mình mặc nó những cái đồ này vô như thế nào. Còn đây là mình giống như bị shop này bỏ ngã vậy các bạn. Thì luôn, đây là một cái áo hoodie nữa, thấy chưa? Ba cái giống nhau khác nào luôn á, nhưng mà thật sự là khi mà mở ra thì mình nhớ là cái áo nào mình cũng thích hết. Nó ngộ vậy đó. Đây, cái áo này y chang cái áo hồng màu trắng hồi nãy luôn. Jacket, một cái jacket, một cái áo da, một cái áo da, áo khoác. Bây giờ con cách đẩy ra là hồi xưa thì chỉ có làm áo thun, áo phông với là áo hoodie thôi, còn bây giờ là làm cả áo khoác bấm nút. Mình thì thích cái kiểu bấm nút này lắm, tại vì kiểu nhìn nó rất là tiện á, lột ra cái một không cần phải kéo, xong rồi gỡ khóa kéo ra. Nên cái áo này ngầu vãi luôn. Còn đây là mình có được mua thêm nè. Đó, đây là một cái túi, cái ba lô. Nhìn xịn không? Ba lô chỉ đơn giản là màu đen và chữ Cold Kit Club. Đây tên shop này các bạn. Đối với những bạn mà thích mặc đồ mà thích cái kiểu mà đeo túi để cho đẹp và đựng được những đồ cần thiết thôi, thì mình nghĩ đây là lựa chọn sáng suốt, tại vì nó rất là gọn, cái mặt lên nó sẽ ôm vào người nữa, nhìn khá là steam luôn. Cuối cùng là một cái áo mưa thôi các bạn ơi. Mình thì mình bị hơi bị nhiều áo mưa luôn, tại vì mình thấy áo mưa của mấy cái shop này rất là chất đúng không. Áo mưa màu đen, trời ơi, chỉ có con kích lớp màu trắng một chữ đằng sau lưng thôi, đằng trước là một cái hàng nút. Mình thích mua mấy cái áo mưa ở shop là tại vì nó làm theo một cái dạng là gọi là nút, nó như một cái jacket vậy, một cái áo khoác thôi, chứ nó không phải là một cái áo mưa chồng vô. Dạy cái áo mưa này khá dài nha, chứ nó không có phải là kiểu tạm bợ như những cái đồ áo mưa mà bán ở ngoài hàng rong á. Khá dài, không phải là đồ giỡn giỡn lắm đâu. Ok, video clip unbox của mình tới đây là hết rồi. Sau cái đoạn này mình sẽ cho các bạn thấy cách phối đồ với những cái áo mình đã mua như thế nào nha. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn đã xem video clip của mình. Nhớ like và subscribe cho Mel TV nha. Sayonara. Ok các bạn, thì do sơ suất nên đợt này mình đã không thể nhớ từng giá sản phẩm, nhưng bù lại cho những đợt khác là mình biết tổng giá trị tất cả cái đống đồ của Cold Kit mà mình đã mua được ở đây, đó là 3.6 3.6 Trời ơi.